ngày xưa gò má cao rồi lông thái dương hóp nhìn già ơi là già. Dạ. Mà bây giờ kiểu nhìn gương mặt nhìn nó cũng hiền hơn một chút. Nói chung là chị rất là hài lòng. Trước khi mà tiến hành dịch vụ làm đầy thái dương và làm đầy vùng má thì chị Phương là do khi mà niềng răng thì chị đã bị giảm cân rất là nhiều, dẫn đến vùng thái dương và vùng thái dương và vùng má của chị bị gầy và khiến cho gò má của chị trở nên cao hơn và gương mặt của chị thì bị hóp. Tỷ lệ gương mặt thì nó không được cân đối. Và chị Phương đã sử dụng dịch vụ làm đầy thái dương và làm đầy má hóp tại thẩm mỹ viện Giao Hy. Và mình mời các bạn cùng quan sát kết quả sau khi thực hiện nhé. Đây ạ. Rồi, mọi người có thấy không ạ? Hình ảnh trước và sau khi làm ạ. Trước và sau khi làm, gương mặt của chị Phương đã làm đầy hơn rất là nhiều. Em xin phép là mời chị Phương soi gương nhé. Chị Phương có thể soi gương để cảm nhận ạ. Ôi trời ơi, thế một lít là chị không thể nhận ra chị luôn. Dạ. Ngày xưa là chị liềm răng em ạ. Mặt của chị bị hóp nhiều lắm. Vâng ạ. Và bây giờ nhìn mặt mình tròn trĩnh và trẻ hơn rất là nhiều. Dạ. Chị thấy là cái phần tỷ lệ gương mặt giữa vùng thái dương xuống dưới vùng má thì nó có cái độ liên tục và nó không còn cái vùng gồ cao của đỉnh má nữa đúng không chị? Đúng như ngày xưa gò má cao rồi lông thái dương hóp nhìn già ơi là già. Dạ. Mà bây giờ kiểu nhìn gương mặt nhìn nó cũng hiền hơn một chút. Nói chung là chị rất là hài lòng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Phương đã tin tưởng Giao Hy và lựa chọn dịch vụ làm đẹp bên em ạ. Cảm ơn em nhé, cảm ơn Giao Hy rất nhiều. Dạ.